Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một dòng máy cắt cỏ nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Đó là chiếc máy cắt cỏ Honda UMK. Đây là toàn bộ hình ảnh của máy cắt cỏ Honda UMK 435. Các bạn có thể thấy được. Đây là hàng Honda nhập khẩu nguyên chiếc 100% Thái Lan. Nó đóng cả cái thùng dài như thế này, các bạn có thể thấy được. Nhìn rất cồng kềnh, rất là to. Thùng rất là to. Đây là hàng nhập nguyên chiếc, đã lắp ráp sẵn rồi. Nó khác hẳn những cái loại hàng OEM đang bán trên thị trường là sử dụng động cơ Honda Thái Lan và các loại cần do các công ty của Việt Nam mình đặt về và lắp ráp. Cái hàng này là hàng cần, nó cũng là cần Thái Lan luôn, nhập khẩu trực tiếp Thái Lan. Đây, mã của nó là UMK435U2ST, các bạn nhìn thấy được. Hàng Honda. Honda là một cái thương hiệu mà rất là bền bỉ. Về cái chất lượng của nó thì các bạn cũng đã biết được rồi. Rất là được ưa chuộng trên thị trường. Nhắc đến Honda thì là ai cũng có ấn tượng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua phải một chiếc máy Honda giả, Honda nhái thì chất lượng nó rất là kém. Nhưng mà nếu mà mua được một chiếc máy Honda chính hãng thì dùng chất lượng rất là bền. Tuy động cơ của Honda thì nó sẽ không được khỏe như gọi động cơ khác, vì là Honda sử dụng động cơ 4 kỳ, còn các loại máy cắt cỏ khác thì sử dụng động cơ 2 kỳ, nó sẽ rút ngắn quy trình hoạt động lại và cái tốc độ tua vòng nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với Honda. Nhưng mà Honda lại có cái ưu điểm là rất là bền, dễ nổ và quan trọng nhất là không sử dụng xăng pha nhớt, do đó là rất dễ thao tác cho tất cả mọi người, kể cả phụ nữ. Đây, đối với những chiếc máy Honda nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, các bạn có thể thấy được nó sẽ có tem này, tem nguồn gốc xuất xứ, các bạn có thể thấy được. Cái tem này rất là khó giả, hiện nay thì không có, ít, rất là ít, không có giả một cái tem như thế này. Trên tem nó có mã vạch đấy, các bạn có thể thấy được cái email hay gọi là cái mã số ấy. Đây, nó có nguồn gốc xuất xứ rất là kỹ, các bạn có thể thấy được. Ở Thái Lan đây, nhập từ nhập cái đâu về Mỹ, Thái Lan, về Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đấy, các bạn có thể thấy được, rất là chi tiết. Và nó được phân phối tại Việt Nam bởi công ty Honda Pogo Việt Nam, công ty chuyên về các loại máy động lực của Honda. Các cái dòng máy cắt cỏ rồi là các cái dòng máy động cơ nó thuộc công ty Honda Pogo, nó khác hẳn với cả công ty đang phân phối, các công ty đang phân phối hàng xe máy các bạn nhé. Honda Power là hàng máy động lực của Honda. Còn Honda như chúng ta mua xe máy thì lại là Honda khác. Hai công ty không, nó trực thuộc công ty mẹ nhưng nó không. Đây là toàn cảnh cho máy với nhau. Sau đây chúng tôi sẽ khui thùng hay là sẽ mở thùng chiếc máy này cho các bạn xem. Nào, chúng ta sẽ mở chiếc máy ra. Đó. Trong máy thì sẽ có đi theo là một phiếu bảo hành của chính hãng. Các bạn có thể nhìn kỹ được cái phiếu bảo hành và các cái điều kiện bảo hành đi trên phiếu. Chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Đó. Nó có cả mã hiệu và thời gian bảo hành. Đấy. Ghi rõ các cái điều kiện bảo hành rất là kỹ, các bạn có thể thấy được. Đây là mặt sau của phiếu bảo hành chính hãng, có hướng dẫn. Đó. Trong máy này nó có bộ phụ kiện, các bạn có thể thấy được bộ phụ kiện